bán quét nghe kêu bán quét tiếng để bán một triệu nói chung là bây giờ thôi này đi nhậu thôi thì nó kín nó có miệng nhạc vẫn bác mới không bác cũng ăn bị vào cái đĩa mới bác khổ của bác ấy kia ăn đẹp đẹp kín kín đây kín này mấy chút cho các bà mấy chút toàn ninh hết con đĩa câu nữa. Chưa lên nhà trên hả chị? Bây giờ mới lên. Kín lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì mình làm cà phê nữa. Đây, ném đầu tiên ném này. Hay là bắt đầu chúng mình làm có vẻ. Không, không thấy, thấy rồi. Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dương gia quay lợn rồi. Ừ. Quá trang lớn nhất Khẩu nhớ ơi, mày mới là cho lấu cơ. Hả? Tôi khiêu ấy à? Cái nơi khao nhất là kê nhất đi, để với khao nhất đi. Khao nhất là kê nhất đó. Bóc đi, ấn khao chỉ nhà. Hả? Bóc khao chỉ nhà. Lúc có khiêng bác ở bắt hả? Bia nãy cô đi với tôi kêu này bắn bắn em đi mà kinh ngài cái nào bắn lăng bắp cái nào tôi xiêm không trong này không chỉ thôi chứ không bắn thôi bờ ra cô bây giờ bắn được kêu mình tôi kinh ngài cái nào kêu rồi nào bắn cái đó mà con này cái kia đầu cái thì ao bọc hộp bọc cửa tôi biết chơi có hai chiếc đi khí không có ngô bác quất có ngô bác cây đéo đi bọc khổ à đấm được cả bác luôn đi đi đi
Làm cưới mưa áo cọc phú mà cắt tị đi bán mới cắt. Máy đi máy mà được máy cắt rồi mình mới cắt cho tao. Không bằng bao nhiêu rồi. Tao ba bắt giáo tính tao thay gần người lắm. Bao tác phẩm lắm. Nghe này ra chiến đường này. Bóng bài hình chọn gặp pháp này. Gắn tỉnh thôi. Mấy áo tinh lăng kìm nào rồi nè. Kiểu đăng quay video mới dẫu chủ ai hết đi lên hết thì lấy người cầm luôn chiều đây có đám nhé một anh có hàng hả có một con chục bên này có nhiều có phải hết một anh không đi đây có cái đồ đai quá này đi quên là tôi kêu hiện tại cái đồ thì thấy tôi kêu mà mang cho mua xem có phép ô cái lò đeo đầy vậy ô cái lò đấy gì đó thả lên cái đó lên nó cũng cái đứa cháu bị đi nó được mày có mấy kiếm không ai gần mấy áo này mà còn dạo quá quá năm bánh mông ra chưa dạo mà phố về hơn đó cái mà bắn chậm đến đây cả tôi chúng chăn này đánh là không cùng không biết bắn này muốn bắn ai cần nhỏ này có biết đánh đánh chưa thắng lên này mới chui em hết của trong tôi nhưng mà po kêu mua rồi bắt này kinh ngài nhưng mà mi hiểu kinh ngài chẳng kinh châu nữa cho kêu mua nhiều kinh ngài ờ chẳng kinh châu có đeo không chỉ quay tới quá này qua tay cầm quá tôi đã những lệ nghe hết cho tôi muốn phụ ngài kim cho hình con đó giáo tai vậy chưa mua rồi cố hết thấy đấy thầy có nhục với gì có nó với cả ngoan cả có tai là bị chen quá có nó sao mưa mình ra phải xem đi đây là cô bên tổng có rồi bị chặt quẹt có nó áo ra có cả ngoan nó áo luôn mỏ tập có phi này tập phật gia này tập kiến có một cánh mới cho phải mang có nó à có nói có phi chụp có hát phi hay không kiến cái này không làm gì bây giờ quân nó mà có là cô bên có này có rồi có biết ta phải có con nó to mày thừa nhá mày trước này em cho gì biết con nó sợ mỡ này cho ma bên này to mày kiếu được thằng đá con qua con chiều con như là biết mà đi con đi mà thôi mẹ biết chớ 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 con kiếu thằng cặp ấy à ăn kiếu chắc là thằng cặp mai à lính nhân cô này con lính thuê nó có thằng cặp nặng lắm người ta quan đang tỉ đây rắc bô có nghe kiếu biết gì dốc đi này chung này cái này này đắt mua con thấy hay tu mới tu kiểu cô mấy hắn mới chẳng mang đắt đi vào thế hôm sau đã nhân rồi cái này quên là đã dương đó cái trang hai kiến rồi đó có lắng kẹm cái này bà kia đó là cắt hai tiếng nhỏ lấy con bắt đi mày nói héo con cào cắt lắm mỗi tháng là lắm cái bánh nào cái này nó chấm mốc cổ do tôi được chiếu nó trường này mới chắc là như mới đầy cái trường này trường nào cái này cái này cho tôi bắt ngay đấy bác ai cũng ấu đó đi đấy ông ấy nhà khiếu đấy cho mà tao mẹ để tao mua bếp tiệm mà tao mua không ăn bún đâu bạn không nhau khơi vậy định em thấy đi cái cáp nữa vậy tên nó đi chim nha tiền gì chim đó chim tháng rồi chim để chim nó đi giống cái chim mía đấy cái này ồ thì cái này chim này chim chim này lúc bỏ tốm không mang bây giờ chú quốc tô đâu có một cái cảnh này dán của cái chim thì dán cũng bị ngán quá quá có cơ nó bắt đầy hư nhỉ phòng xác bé phòng xác phòng xác
tán hết vườn. ก็มาลอที่แดกเลยล้มเนี่ยตัวนี้ยาฮัมตัวนึงพอถึงเนื้อได้มั้ยอ่ะจะไปทานผู้ก็เดินมากันไหนๆไปทานนึงไหนโอ้ดาวนี้อยู่ว่าดาวทานทานอะไรโอ้ดาวนี้ขึ้นมาเทปแหลมตั้มทานเสร็จเจ๊ดิบ้าบ้าเจ๊ดนี่ก็เป็นเนื้อมันจะหล่อป่ะโอ้ยมาเมื่อแต่ปั้นนั้นเหมือนมันก็ไม่จัดวันก็ครบเหมือนกันเนี่ยเหมือนตีตุ๊กเหมือนพ่อตันใหม่กับนั่งกับคนละมาหางหูไปอ่ะเดี๋ยวอ่ะหน่อมันต่อไปก่อนมาคิดเรื่องหมดเรื่องนี้มันอะไรเอาไป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 เอาไ
đó. Đó. Thả nó. Mà lúc ăn có nhét cho phải cho thằng một tí bán mấy ông phải tắm ông về không phải là không à tay kia đó bắt được kia đó em tắm như công nhân chưa tắm đấy hả chưa đấy đây ui 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 cái lót bên đấy là chắc chắn trượt. Ờ, chiếc bây à. Chiếc bây à. Chiếc bây à. Chiếc bây à. Biên này, biên à. Bây à. Ủa, đặt chân. Ủa, lông. Nó ra bức trượt các bạn. Nhiều không? Có được đâu mà. Nhiều cái này. Nên là tâm này. Em bị yêu bất chỉ bởi là ngắm thằng eo. Ủa, thấy nó cũng như thế. Bắt được xong chua áo, không bắt xóm sờ căn đấy. Thấy nè. Đưa đi mình. Đấy, tôi chỉ hết tua. Nó mồm nhé. Nó biết là cần nắng người lạ. Phải treo cái thứ ngực chứ mà là dài. Chưa nãy nấu, có muốn cần giấu mà nên giấu mà nên một phần nó phải như thế đó. Thấy có phần rồi. Ra thầy bị cười thì mai sáng rồi nghe nghe nghe. Đoàn treo mình có vạn này, biết chắc tôi là chỉ có bán. Cách này lứa thì đi hóa. Tháp tôi chỉ biết đua thì mình không ngon nhau. Rồi bắt đi món đến thì đi hóa. Cái này lứa thì mình bắt đi món đến thôi. Áo tay đi hóa hết rồi à. Ba con đi nặng ghê này. Nóng này. Bông đấy, bông đấy. Bông lan đi chơi đâu. Đấy. Bông đấy. Bông lan đi chơi đâu. Đấy. Bông đấy. Chim nữa, một đường là chim nhá, một đường là mình ra, là đúng không?
con bên kia cũng có vẻ này, con này con này vào sau mà. Kim chặt đi. Thế về siết tua mấy cái hả? Mấy anh chặt 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 đi. Chưa được. Chặt đi rồi xem ăn tử. Này này chết được chưa đấy? Nào ra xem má, để tao biết sai. Quay nóng nhưng nó cứ đặt ở trong lòng thì quay cái này là nhìn ngon nhỉ, quay cho gì vào đây nhìn nó bóng này, nước mật ong ấy. Mổ là nghe ăn luôn. Này này cái này quá mà mày ở tôi hi mẹ. Hả? Cái này là nóng rồi. Nóng rồi, phải ta có thể cái này. Cái này cũng bình thường. Cái này như bánh đa. Cắp phát nhiều quá. Mỹ đấy. Còn cái gì do lửa yếu. Lửa yếu rồi. Cái này quay từ sáng này. Ờ, lúc nãy. Hai tiếng. Con kia điều không? Đấy bên này thấy hơn đó là kêu văn bá. Tôi quay là lấy cái hết tâm. Lấy cái này ra là cũng mềm ở cũng vòng. Hình đâu, nó không phải về hình mình luôn đấy. Ở chân luôn này. Bà đàn nào mà mang xuống, từ từ họ kiếm cho ạ. Chỉnh giòn đi giòn nè. Kiếm mít cho thua. Ngủ văn. Ông Âu mà, kêu ạ. Chín rồi đấy. Chín. Đây đám cưới không mở quay lợn này. Cưới gà không? Chỉ ra đặt người ta đặt ở quán luôn đấy nhờ, ở nhà hàng luôn đấy. Để vào dạp kia không bạc các MC qua đài đó. Đúng rồi. Mình chỉ cần thuê tuốt thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn chui vào các nhà hàng hết rồi mà. Ở ngoài nói chung ở ngoài thành phố là nó ít rồi, ít làm như này. Đúng rồi, nếu mà quay như này ngon rồi đấy. Ngon rồi.
chú này chuyên đi quay thợ đây, quay lợn đây, chú chung này, vâng, màu xanh, máu xanh này. Chuyên đi quay lợn mà, vâng. Để nó nứt kia. Đứa cháu quay lợn quán mì này nó bán nè. Vâng. Không bao giờ nó có nứt một tí nào luôn này. Vì lợn nó tròn ục. Vâng. Ngon à? Đúng rồi. Nhưng mà bên trong nó đỏ lòng. Thế là nó mới lên màu đẹp nó đấy. Đây là nó chín nó chín rồi, nó chín ở tận trong luôn cơ. Quay này. Đan này. Năng của mình này. Bố. Nó cả ngày nó sập chui rồi này. Thư gái thằng tác đang nóng. Quá ngon. Ngon lắm. Sẽ có ngon lắm. Ngon như ở dưới hơn thôi. Xuân đến cùng ô tô vẫn cơm rồi, xuống đây quay lợn thôi. À, thế ngoài mình là Bắc Giang à? À thế ạ. Như thế. Cùng nếp lên, nếp nha. Mới nhỏ ăn có tâm thiếu càng cũng. Anh nằm Hình ơi. Nhớ ông mà đi móc nặng. Áo phát có mà đi ơi. Áo phát có mà tôi áo cả thì áo phát. Kiểu nâu. Hả? Thì khấn để ghi ra ngày lâu dưới mét còn đang khấn. Nắng nóng mày, nắng nóng, nóng mày. Khi này chú ơi, quen rồi. Gạch bắn cả trăng. Bắn nè. Thấy chưa? À luôn không kiếm cái đấy. Làm chứ. Thử xem thử là to. Chắc bắn nữa. Nghe đằng tôi bị nó có đàn chưa? Thử theo này không? Chim mấy? Chim mấy?
Hả? Quán có mồ có mồ mà không biết ăn thịt. Ô trong của khá đạm đạm cũng nhân cả lắm vậy rồi. Quá là sư vậy nè. Lúc nhân thì cũng con nó tua cả là thịt nó xe đắng cái cơm. Tại thấy cái ổ anh đét thiếu đét đi nổi. Có nhỏ kia nổ hay có nổ. Cho đến hết ngày. Dạ, nhau, con thì phía này lại bắt tin nực sau mới có con ngạt nhẹ hả tao mới nhẹ mùi mới chụp lại chụp cả nữ có bác không bác không chả chụp vừa chụp vừa bấm chắc bán lắm này làm nặng đi. Đi đây mấy anh em cái lợn cho em cơm đi ngồi đi không ngọt kiểu khai giống như sao này à đi ở đây có mông sao được vết trường về thì nếm rồi có mùi không có ngăn gì có mùi lắm à chỉ có mùi lá bắc mặt thôi hơn kêu mua xong á ăn tàng đây tan chắc bây giờ canh hạ hồ bây giờ canh tốn hao chị có ca nè chị tôi mới đẩy bóng lỗ mâu về đi ngoài ngoài nó đầy giỏi đi lăng mô đại kéo con mây gì kéo chứ biết mày mày vải vải như con tàu bắt không vải bắt không mua quên sao không mua nhục mà chi đúng ấy những ngày bắt được phim một ca giỏi kênh bê bàn thắng thì nữa bê cho họ túi thì kêu nó là bê mình nói lấy hai bộ gì đó hai bộ gì để phát túi lên là tiền có bộ tớ tỉnh ô tô tớ đúng không bắn màn nó thỏi này tiêm về các thuế mai đấy bật cơn bật cơn chính chủ đấy bật tiêm bật cuốn trong bộ tam được bật tam tiêm gì giỏi canh áo nhớ bật cơn đã chơi giỏi canh nhau thôi vãi lộ đắt rồi nữa có mâu đấy mẹ có mấy đứa mâu đứa nào hả có thấy chắc hả cái chú nó là mày nè nè có phải tuốt đấy mày tan giỏi đây là mấy chữ tắc với nó gì Tao có mua. Ờ cứ cái tổng đài. Ờ là đội trưởng. Ông cái về luôn khách tại bộ công. Thế mà đây cô đấy rất buồn. Ờ chúng vậy. Mời tiêu quân này mà. Bóng đấy tôi tao khiêu cô bác bộ khiêu. Nghe bộ đây bộ nhớ chứ không phải chắc rồi này. Đi bỏ sợ xúc của năng đây ham đài này cả đặng cánh ăn đấy cánh. Có vậy mình có đang biết tao lò đi. Có mình đi. Có bên đằng đá ba nữa mất giàu à. Đập phần biển hết thì mới cảm thích cảm đâu thời gian mới cho cả cái nung có cho một thợ chu nè có quân chỉ biết họ nung tao bán uốn cho tẩm mà bình thường mới chính xúc tôi đẹp chính xúc cầm cua mới kiếm cầm tấm ấy cầm đi cầm hầm lâm mà thèm lúc chồng thiếu thì mà đấy hả chăm chết tiền mua bây giờ rồi chín rồi chín rồi chín rồi chín không biết hết Zalo hết Zalo nghỉ nghỉ cái được con này ơ cái gì vậy bắt lại kéo lại tận này bắt lại hiểu cái gì không dai đâu nào anh giòn tan luôn không dai đâu không em ý em là bảo giòn như bánh đa ấy cái này còn phồng như bánh đa này cái này nếu mà này khẩu ép lô này chuẩn rồi ta là phải lấy ra khẩu ngoài chơi một tí
Ừ, ở ngoài chơi. Bên Thái Nguyên có lần quay nào hả các anh? Đó. Ở bên Thái có lần quay nào? Có chứ, nhưng mà quay không có quay ở Thái Nguyên. Quán. Lò ở Thái là lò đứng phải không? Lò đứng. Lò đứng nó chỉ quay chỉ không thôi. Quay này đi á, ba chỉ không. Là vẫn là hay là lá ngắn? Cây ba chỉ gì đó. Cứ lo kia là ba chỉ. Lá mơ bụng gì? Được rồi, con này cũng được. Tao quyết là cho nó hết. Lạng Sơn là nổi tiếng lượt quay. Tính dòng cái có quay nữa. Ở đây là các món quay là ảnh hưởng bác cho mình cũng thôi. Ê, quay quay quay. Tắt lửa, tắt lửa. Đúng rồi. Đấy bác. Lên ra được. Vâng.